đại diện Nam Huỳnh Đạo, không có võ công truyền điện. Chia sẻ với chúng tôi, trưởng tràng Huỳnh Quốc Hùng cho biết sư phụ Huỳnh Tuấn Kiệt sẵn sàng tiếp đón nhưng không giao đấu với Pierre Floret. Pierre Floret liên tục đưa ra lời thách đấu với võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt, phản ứng của trưởng môn Nam Huỳnh Đạo ra sao? Những lời thách thức như vậy khiến các môn sinh trong võ phái cảm thấy bức xúc. Tuy nhiên, sư phụ Huỳnh Tuấn Kiệt vẫn bình tâm, chú tâm tập luyện cùng các học trò. Cảnh giới cao của người tập võ là phải giữ được tĩnh tâm. Ông cũng yêu cầu các môn sinh không manh động. Nếu cao thủ Vịnh Xuân tiếp tục khiêu chiến, Nam Huỳnh Đạo sẽ ứng xử như thế nào? Sư phụ Huỳnh Tuấn Kiệt chắc chắn sẽ không giao đấu với Pierre Floret. Chúng tôi là môn phái chính danh, có sự công nhận của nhà nước. Như vậy, Nam Huỳnh Đạo không thể thi đấu theo kiểu ngoài vòng pháp luật. Sư phụ chúng tôi cũng luôn nhắc nhở mọi người tuyệt đối không giao tranh kiểu võ biền. Về mặt danh phận, trình độ, khoảng cách giữa sư phụ tôi và Floret là quá lớn. Rất nhiều võ sư xem video so tài của Floret đều thấy anh ấy trình độ không cao. Đòn Vịnh Xuân mà Floret dùng cũng không nhiều, thiên về đánh tự do. Nam Huỳnh Đạo không coi Floret là kẻ thù, sẵn sàng kết bạn. Chúng tôi mong anh ấy hướng tới hòa khí trên tinh thần võ đạo chân chính. Ngày hôm qua tôi có chờ Floret đại đình Nam Trơn, nhưng anh ấy không đến. Nếu đến, Nam Huỳnh Đạo sẽ tiếp đón đàng hoàng, biểu diễn giới thiệu võ thuật. Với cá nhân sư phụ Huỳnh Tuấn Kiệt thì chỉ gặp Floret với 3 điều kiện. Thứ nhất, có sự giới thiệu của phía Canada, của trưởng môn Nam Anh. Thứ hai, cơ quan chức năng tại Việt Nam đồng ý. Thứ ba, đến với tâm thế không phải khiêu khích, có hòa khí võ đạo và sự tôn nghiêm. Sư phụ Huỳnh Tuấn Kiệt nghĩ sao về phương án cho đệ tử giao tay với Floret để giao lưu võ thuật? Floret làm dư luận xấu trên mạng xã hội thời gian qua, cơ quan chức năng đã vào cuộc nên việc giao tay không thể xảy ra. Chúng tôi sẵn sàng cho Floret thấy cái đẹp, võ đức, võ công và võ đạo của Nam Huỳnh Đạo. Nhưng giao lưu để làm bạn chứ không phải đánh nhau, phân định thắng thua. Pierre Floret nói công phu truyền điện của sư phụ Huỳnh Tuấn Kiệt là gian dối. Nam Huỳnh Đạo giải thích ra sao về công phu này? Công phu truyền điện là mọi người tự nói, chúng tôi chưa bao giờ đề cập như thế. Chúng tôi khẳng định luôn là không có truyền điện. Đó là một loại nội công tâm pháp của bản môn. Những người tập cùng nhau lâu năm, có sự tương tác nhất định sẽ lãnh hội được giá trị. Sư phụ chúng tôi thi triển nhằm mục đích giúp các võ sinh nâng cao năng lực thể chất và tinh thần. Môn phái không có ý định đưa lên quảng cáo, vô ý một đồ đệ quay đưa lên mạng. Thêm nữa, thời gian qua, nước ngoài có một số video lừa bịp nên chúng tôi bị ảnh hưởng. Tôn chỉ của Nam Huỳnh Đạo là gì thưa ông? Trong võ học, Nam Huỳnh Đạo cũng không bao giờ nhận mình là số 1. Cao nhân tất có cao nhân trị. Người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Mục tiêu của môn phái là giúp con người khỏe mạnh, có võ đức. Không phải ngẫu nhiên mà Nam Huỳnh Đạo được đưa vào trường học để các cháu rèn luyện. Định hướng của Nam Huỳnh Đạo là phát huy văn hóa dân tộc thông qua võ đạo nhân văn thượng võ. Tiêu chí của môn phái được quán triệt là để rèn luyện đạo đức cho môn sinh trên tinh thần đạo lý của dân tộc Việt Nam, nhằm nâng cao thể chất và tinh thần, giữ gìn và phát huy văn hóa phi vật thể của dân tộc. Trên cơ sở đó, môn phái Nam Huỳnh Đạo tuyệt đối không giao đấu có tính ăn thua, bất hợp pháp với các võ sinh của các môn phái khác. Em trai Huỳnh Tuấn Kiệt thừa nhận sự thực về võ công truyền điện. Liệu võ công truyền điện có thật sự tồn tại và kỳ diệu như những gì người ta nhìn thấy qua clip của ông Huỳnh Tuấn Kiệt? Hồi đầu tháng 6, võ sư Pierre Floret đã chia sẻ trên truyền hình Canada rằng nếu ông Huỳnh Tuấn Kiệt có khả năng đánh bại đối thủ bằng tứ võ công hệt như truyền điện thì sẽ tự mình bái sư, trở thành môn đệ của ông. Nhờ lời phát biểu của võ sư Floret, công chúng càng tò mò hơn về cái gọi là võ công truyền điện mà võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt trình diễn trước các học trò. Mới đây, trưởng tràng Huỳnh Quốc Hùng, em trai trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt đã đưa ra những lời giải đáp bất ngờ. Ông Hùng cho hay công phu truyền điện là do mọi người tự nói, phía Nam Huỳnh Đạo chưa từng đề cập như vậy. Ông cũng khẳng định luôn là không có chuyện truyền điện gì hết, đó chỉ là một loại nội công tâm pháp của môn phái. Những người tự tập luyện lâu năm, có sự tương tác nhất định thì sẽ lĩnh hội được giá trị. Võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt thể hiện cho môn đồ xem chỉ để nhằm mục đích họ nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần. Như vậy đã có câu trả lời cho cái gọi là võ công truyền điện rất được quan tâm trong suốt thời gian qua. Bình luận về khả năng của võ sư đến từ Canada, võ sư Quốc Hùng thừa nhận trình độ của Floret không cao, đòn của Vịnh Xuân dùng không nhiều và thiên về đánh tự do hơn.
môn phái của võ sư Florence tiết lộ sự thực về lời thách thức từ Cung Lê. Thông tin sốc, võ sĩ gốc Việt Cung Lê muốn tranh tài với ông Florence đang thu hút sự quan tâm rất lớn trong giới võ thuật. Trong một chia sẻ của mình, Cung Lê tỏ ra không hài lòng khi thấy võ sư Florence giao thủ với ông Đoàn Bảo Châu và ông Trần Lê Hoài Linh. Theo võ sĩ gốc Việt, chênh lệch quá lớn về tuổi tác, cân nặng là điều khó chấp nhận, và nếu võ sư Florence muốn tranh tài thực sự hãy tới gặp Cung Lê. Tuy nhiên, một nhân vật thuộc võ phái Vịnh Xuân Nam Anh của ông Florence mới đây đã lên tiếng phủ nhận lời thách thức đến từ phía Cung Lê. Nhân vật này cho biết, trước đây có một số thông tin cho rằng Cung Lê thách đấu Florence, lý do là vì bất bình khi thấy Florence thách đấu với những người lớn tuổi hơn, nhẹ cân hơn, nhưng thực ra là do Cung Lê chưa nắm được hoàn toàn vấn đề. Mục đích của ông Florence sang Việt Nam chủ yếu là để bắt tay nhằm kiểm chứng võ công truyền điện của ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ muốn tái đấu với ông Tuấn Hạc chứ không định thách đấu ai khác. Việc thách đấu là do võ sư Linh và võ sư Châu chủ động. Họ cũng đồng ý chấp nhận chênh lệch về hạng cân cho nên không thể đổ tại Florence được. Bên mình đã nhắn tin và Cung Lê đã khẳng định không hề thách đấu với Florence. Khi thách đấu một ai họ thường đăng lên Facebook nhưng Cung Lê không đăng gì cả. Với lời khẳng định từ môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, nhiều khả năng cuộc tranh tài Cung Lê Florence sẽ không trở thành hiện thực. Ở một diễn biến khác, võ sư đến từ Canada có thể sẽ sớm gặp mặt ông Huỳnh Quốc Hùng, em trai trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, nhằm trao đổi về môn võ công gây chú ý trên mạng xã hội thời gian vừa qua. François Florence và đại sư Huỳnh Tuấn Kiệt là hai nhân vật trung tâm gây tranh cãi nảy lửa trong làng võ những ngày qua. Tìm công lý cho võ học hay gây ồn ào? Pierre-François Florence, 34 tuổi, người gốc Chile, hiện đang định cư và giảng dạy võ thuật tại Canada, là môn đồ của Việt Nam Vịnh Xuân chính thống phái, học trò của đại sư Nam Anh. Trong suốt 2 tháng qua, Florence là cái tên gây chú ý trong làng võ Việt Nam. Tên tuổi của Florence bắt đầu được nhắc đến nhiều kể từ khi võ sư này lên tiếng thách đấu với Từ Hiểu Đông, 38 tuổi. Võ sĩ MMA đã làm náo loạn làng võ Trung Quốc trong suốt một thời gian vì hạ gục cao thủ lôi công Thái Cực, khiêu chiến cả võ lâm. Với lý tưởng tìm lại công lý cho võ học cổ truyền, Florence đã gửi lời mời đấu võ tới Từ Hiểu Đông. Tuy nhiên, lời đề nghị giao đấu của võ sư gốc Chile không được hồi đáp. Sau khi ồn ào liên quan đến võ sĩ MMA Trung Quốc lắng xuống chưa lâu, võ sư Vịnh Xuân lại tiếp tục là nhân vật gây lên ồn ào vì liên tục thách đấu trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo Việt Nam, ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Nam Huỳnh Đạo và Huỳnh Tuấn Kiệt vốn là những cái tên đã được nhiều người biết đến. Vì vậy, lời khiêu chiến của cao thủ Vịnh Xuân nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng cũng như giới võ thuật. Tuy nhiên, trước lời đề nghị tỉ thí, đại sư Huỳnh Tuấn Kiệt lại liên tục giữ im lặng khiến Florence cho rằng ông đang muốn lẩn trốn lời thách đấu bởi vì ông không có thực lực, vì các cung phu, năng lực cao siêu có thể phóng điện của trưởng môn Nam Huỳnh Đạo chỉ là trò bịp bợm và dối trá. Theo đó, trên trang mạng xã hội Facebook, Florence liên tục dùng những từ ngữ đanh thép, lúc ẩn ý chế giễu, lúc lại thẳng thừng chỉ trích để công kích, bóc mẽ Huỳnh Tuấn Kiệt. Theo võ sư Vịnh Xuân, là một người luyện võ chân chính, ông cần phải vạch mặt kẻ giả tạo, không để cho võ học cổ truyền bị bôi nhọ bởi thứ võ công cung phu ảo tưởng không có thật được dàn dựng lên. Florence hết lần này tới lần khác gây chú ý vì hạ thấp, dìm đại sư Huỳnh Tuấn Kiệt xuống đáy. Dù vừa qua trưởng môn Nam Huỳnh Đạo đã lên tiếng chấp nhận đón tiếp và giao lưu võ học với võ sư Vịnh Xuân bằng những lời lẽ từ tốn, song Florence vẫn tiếp tục đăng đàn bêu diếu võ công Nam Huỳnh Đạo. Florence thậm chí mỉa mai rằng nếu võ sĩ này thi đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt ở một nơi không có ánh sáng thì cũng không lo, vì trưởng môn Nam Huỳnh Đạo sẽ dùng năng lực nhân điện có thể truyền điện của mình để thắp sáng cả căn phòng. Hay nói rằng các màn biểu diễn võ thuật của võ sư Việt Nam đều được dàn dựng, sắp xếp từ trước. Nhưng dù là một đại sư thì những màn biểu diễn có sắp đặt phô trương quá đà này của ông cũng vẫn quá đơ cứng, không sinh động, tự nhiên bằng các diễn viên. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ một trận đấu võ trực diện nào để so tài giữa Florence với Huỳnh Tuấn Kiệt hay với những võ sư khác. Điều này khiến công chúng nản lòng không muốn chờ đợi. Nhiều người thắc mắc rốt cuộc Florence đang muốn đi tìm công lý cho võ học truyền thống hay gây ồn ào để nổi danh, giống như võ sĩ MMA lặn mất tăm mất tích sau khi buông loạt lời ngông cuồng. Đấu khẩu qua lại chuốc gạch đá. Chưa kể người hâm mộ võ thuật còn phải kiên trì nghe qua nghe lại lời đấu khẩu bóc mẽ ngược lẫn nhau giữa hai người. Trong đó một người đường đường là võ sư Vịnh Xuân, còn người kia là đại sư Nam Huỳnh Đạo. Đều là bậc thầy võ thuật nhưng hết người này lại đến người kia đăng đàn tố đối phương nói dối, bịa đặt, khiến công chúng xoay như trong chóng và vẫn không biết ai nói thật, ai nói dối, ai nói đúng, ai nói sai.
Thậm chí võ sư Vịnh Xuân trở nên nóng mặt trước những cáo buộc ngược của trưởng môn Nam Hình Đạo. Flores bức xúc cho biết, dù Huỳnh Tuấn Kiệt không muốn thì ông cũng nhất định sẽ tìm đến để tỉ thí. Chưa ai biết chắc sẽ có cuộc giao đấu giữa hai người hay không và vào thời điểm nào, nhưng Flores tuyên bố rằng dù kết quả trận đấu với Huỳnh Tuấn Kiệt ra sao thì ông mãi mãi không bao giờ tin vào năng lực cao siêu mà trưởng môn Nam Hình Đạo quảng bá trên các clip được lan truyền rộng rãi trên mạng Internet. Điều này khiến người hâm mộ thắc mắc, nếu tỉ thí Flores thua trận mà ông cũng không tin, không phục, vậy trận so tài diễn ra há không có ý nghĩa gì? Như vậy chẳng khác nào Flores có ác cảm và muốn nhắm vào Huỳnh Tuấn Kiệt, muốn hạ bệ ông. Bởi chưa có trận đấu võ nào nhưng Flores lại liên tục phát ngôn hùng hồn, khiến công chúng từ chỗ ủng hộ lý tưởng đi tìm chân lý võ đạo lại quay sang thất vọng ném đá võ sư này. Nhiều người cho rằng cao thủ Vịnh Xuân tự mãn, thiếu khiêm tốn, không coi trọng bề trên, thô lỗ hay chỉ giỏi võ mồm, nhất là khi võ sư này từng bị thua sắp mặt ở Hà Nội 8 năm trước. Dù đây chỉ là một trận đấu không thể nói lên tất cả, nhất là khi nó lại được diễn ra từ nhiều năm trước, tuy nhiên đó cũng là một minh chứng cho thực lực khi đó của Flores. Liệu sau 8 năm võ sư này tiến bộ lên chừng nào để ông có thể tự tin mạnh miệng buông lời như vậy?